Hello tất cả các chị, vào ngày hôm nay thì Di đây muốn mang đến cho các chị là một cái mẫu áo phông mới các chạy ơi nhá. Một cái áo phông thiết kế vừa giúp cho các chị gái của chúng ta hoàn toàn thể đi làm công sở này, hoặc các chị gái có thể mặc đi diện, đi chơi, đi du lịch, rồi đi cà phê, rồi các chị gái đi dạo, các chị gái thậm chí là chúng ta có thể đi thể thao được cho em nhá. Đây ạ, một cái phong cách mà các chị gái hiện tại như em đang biết ở đây là em nó kết hợp với một chiếc quần short nhé các chị nhá. Đây là dòng quần short giả váy các chạy yêu của em nhá. Đây, vẫn là quần short này nhưng mà thiết kế giả váy cho em. Và với thiết kế quần short này thì có rất là nhiều những cái ưu điểm, đó là nó sẽ giúp cho các chị gái che đi phần bụng một cách tự tin và giúp cho các chạy yêu của em này chúng ta bước đi thoải mái luôn, cho em cực kỳ thoải mái mà nhìn vẫn nhìn vẫn trẻ trông, vẫn duyên dáng và rất là lịch sự cho các chị gái yêu của em. Vậy thì những tình yêu nào chúng ta yêu thích một cái phong cách trẻ trung năng động như thế này thì có thể inbox lại cho Di đây đúng không ạ? Áo phông kết hợp với quần short các chị yêu nhá, short giả váy của Di đây rất là xinh luôn. Rồi tình yêu nào yêu thích mẫu này có thể inbox lại cho Di đây để được tư vấn các chị yêu nhá, inbox cho Di đây để được tư vấn các chị yêu của em nhá.